Chúng ta cùng chuyển sang phần task 2 của phần writing unit số 17 trang 272. Và nhiệm vụ của bài này của chúng ta đó là hãy dịch các câu trong bài này sang tiếng Việt. Phần dịch xuôi này khá là đơn giản nên là cô sẽ cùng nói nhanh và các bạn sẽ cùng nghe và ghi chép lại so sánh phần đáp án của mình nhé. Câu hỏi số 1 này. Trong câu này thì chúng ta lưu ý cho cô một vài từ. Đó là từ solution, giải pháp. Được chưa ạ? Và cụm as soon as, càng nhanh càng như thế nào? Càng sớm càng như thế nào? Vậy cô dịch câu này này. Chúng ta cần phải tìm ra một cái giải pháp cho cái vấn đề ấy càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt hoặc càng sớm càng tốt. Dịch lại. Chúng ta cần phải tìm ra một cái giải pháp cho vấn đề đấy càng sớm càng tốt. Được chưa ạ? Vâng, dễ rồi. Tiếp theo, câu hỏi số 2. Chú ý cho cô trạng từ fluently, có nghĩa là thành thạo hoặc là trôi chảy. Ngoài ra, tính từ grammatically mang ý nghĩa là gì ạ? Thuộc về ngữ pháp. Thế thì câu này cô dịch là anh ta nói tiếng Anh khá là trôi chảy và chỉ mắc phải một vài lỗi về ngữ pháp. Anh ta nói tiếng Anh khá là trôi chảy và chỉ mắc rất là ít hoặc là một vài lỗi ngữ pháp. Ok chưa ạ? Rồi, tiếp theo, câu hỏi số 3. Trong câu này, chúng ta để ý cho cô danh từ record và danh từ attendance. Record tức là bản ghi chép. Và thứ hai, từ attendance có nghĩa là sự tham gia, đúng không ạ? Sự tham gia, hoặc là nói tóm lại, ghép hai cụm từ này lại, nó mang ý nghĩa là gì? Bản điểm danh. Giáo viên giữ cái bản điểm danh của tất cả các học sinh. Giáo viên hoặc là cô giáo giữ bản điểm danh của tất cả học sinh. Go on, question 4, câu hỏi số 4 này. Chú ý cho cô cấu trúc be afraid of, mang ý nghĩa là sợ. Trạng từ absolutely, hoàn toàn, và harmless, tính từ, mang ý nghĩa là vô hại. Vậy câu này cô dịch, đừng có sợ cái chú chó đó, nó hoàn toàn vô hại. Ý là nó hiền lắm, nó không cắn đâu, đúng không ạ? Vâng. Câu hỏi số 5. Trong câu này các bạn chú ý cho cô, thứ nhất đó là danh từ satisfaction. Satisfaction có nghĩa là sự hài lòng. Sự hài lòng nên nó là danh từ, đúng không ạ? Vâng. Sự hài lòng. Customer là gì ạ? Khách hàng. Vậy câu này cô dịch, công ty đang cố gắng, rất là cố gắng, try hard có nghĩa là đang rất là cố gắng để có thể làm tăng hoặc là cải thiện cái sự hài lòng của khách hàng. Công ty đang rất là cố gắng để có thể làm tăng sự hài lòng của khách hàng. Go on, question 6, câu hỏi số 6. Lưu ý cho cô thứ nhất đó là danh từ measures. Measures ở đây nó có thể có nhiều nghĩa khác nhau, tuy nhiên chúng ta có thể dịch với ý nghĩa là biện pháp hoặc là cách thức. Biện pháp. Tiếp tục này. Động từ tighten, từ tính từ tie mà ra, tighten có nghĩa là thắt chặt. Thắt chặt. Thắt chặt. Security là danh từ an ninh và attack là danh từ cuộc tấn công. Cuộc tấn công. Vậy câu này cô dịch này, các biện pháp đã được thực hiện trên toàn thế giới, around the world, trên toàn thế giới để thắt chặt an ninh sân bay sau các vụ tấn công. Các biện pháp đã được thực hiện trên khắp thế giới để thắt chặt an ninh sân bay sau các vụ tấn công. Ok. Tiếp tục với câu hỏi số 7. Câu này các bạn để ý cho cô danh từ suppliers và tính từ unreliable. Yep. Danh từ suppliers có nghĩa là gì? Nhà cung cấp. Nhà cung cấp. Thứ hai đó là gì ạ? Không đáng tin. Không thể tin cậy được. Tính từ unreliable có nghĩa là không thể tin cậy được. Vậy câu này cô dịch là chúng tôi sẽ thay đổi nhà cung cấp do là họ đang làm ăn rất là gian dối, không thể tin cậy được vào năm ngoái, in the last year, năm ngoái. Ok. Tiếp theo câu hỏi số 8.
Từ động từ create, chúng ta có tính từ creative, mang tính sáng tạo, rất là sáng tạo, đúng không ạ? Thứ hai đó là gì ạ? Vâng, chỉ ở trong đấy thì chỉ có cái từ này là có họ từ thôi, thì cô lưu ý thôi. Patricia rất là sáng tạo. Patricia rất là sáng tạo. Cô ấy viết truyện ngắn này, vẽ tranh này, và còn làm đồ khảm trai mosaic, mosaic có nghĩa là đồ khảm trai trang trí ấy. Đồ khảm trai trang trí. Cô dịch lại, Patricia rất là sáng tạo. Cô ấy viết được truyện ngắn, vẽ tranh và làm các đồ khảm trai trang trí. Ok. Go on. Question 9. Câu này để ý cho cô danh từ signature. Chỉ có duy nhất danh từ đấy thôi, bởi vì nó là từ động từ sign mà ra. Signature nó có nghĩa là chữ ký, danh từ chữ ký. Họ cần chữ ký của bạn ở cuối các trang. Họ cần chữ ký của bạn ở cuối các trang. Câu hỏi cuối cùng của phần task 2. Trong câu này thì các bạn để ý cho cô tính từ alphabetical. Nó là tính từ từ danh từ alphabet, có nghĩa là bảng chữ cái. Thế thì trong câu này nó thuộc vào cái cụm là alphabetical order, có nghĩa là trật tự của bảng chữ cái. Danh mục các từ vựng được phân theo trật tự của bảng chữ cái. Danh sách hoặc danh mục các từ vựng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Ok chưa? Rồi, vậy đấy là 10 câu của phần bài tập số 2, Writing Unit số 17. Phần này là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, do đó nó cũng khá là dễ, nên cô chữa nhanh thôi. Các bạn có câu hỏi gì thì chúng ta cùng comment ở bên dưới và cô sẽ hỗ trợ giải đáp nhé.